Con cá này con cá gì to lắm nhỉ? Ui bạn cá ui, coi này. Ui, quẫy hầm đấy. Ồ các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình ra vườn thấy đây này, có chị Thỏ với lại một đống đồ chơi sao nó đổ nát nó rơi hết ra đây này. Chắc là hôm qua mưa bão các con vật lẩn trốn hết ra ngoài vườn này này các bạn ơi. À các bạn ơi, hôm qua chắc là trời mưa bão nước nó bị ngập lên cao cái khu vườn của mình ấy, xong đồ chơi ấy, nó trôi dạt hết ra đây này. À mình mới đi tìm lại đi lụm lại được cái giỏ đựng đồ chơi này với lại cái chậu để đựng cá này. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi tìm các đồ chơi mình thả vào trong những cái này mình đem về mình cất đi nha các bạn nhá. Ừ thôi đi thôi. Wow, ở dưới đồng này mình nhìn thấy này. Ui những con vật nó sỏng ra hết rồi đây này. Ôi đây này. Đấy cả con ếch kìa. Bạn ếch nhảy lung tung lên hết. Ôi mấy con vịt của mình nó cũng chạy ra hết rồi đây này. Ôi các bạn vịt ơi, các bạn đi đâu đây? Ôi bây giờ mình đi lấy hết cái ủi mấy ngôi nhà của mình cũng thế nó trôi hết ra đây này. Ôi bao nhiêu đồ chơi. Ui nó chạy nó lôi hết ra đây này các bạn ơi. Ôi các bạn ơi. Wow. Ôi cái gì đây? Mình tìm được cái cây súng của mình này, cây này. Ui cây súng to thế. Mình mới tạo đấy các bạn ạ. À. Ui đâu bật lên xem nào. Hình như nó bị cái gì rồi đấy các bạn ạ. Vẫn còn hoạt động được hay sao ấy? Đấy. Vẫn hoạt động. Tại vì này, đấy nó dính bùn đất bây giờ mình phải rửa cho sạch. Cho về đi, cho về rồi mang về rửa. Wow. Ôi. À cái bạn rắn của mình bạn lạc ra đây này các bạn. Ở đây mình nhặt được một quả bóng này màu đỏ này. Ừ, cứ cho hết vào đây để mình về mình rửa nhá. À đây là bạn cua này các bạn này. Ừ. Ôi này. Wow. Ở đây này. Ôi ở đây mình có thấy bao nhiêu con cá đây này. À chắc là con cá nó nhiều chưa này. Đi á, còn ở trong cái bể ở cái lấy cái chậu nước này mình bắt bây cá. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước ở đây luôn nhá. Ừ, lấy ít nước ở đây để bắt cá vào đi. Rồi, được rồi, nhiêu đấy thôi. Rồi. Ôi, để lên đây, đến đây để bắt cá. Ôi. Ui, rồi, mình để ở đây nha các bạn nhá. Ừ, hay bây giờ để mình bắt cá đi. Ôi, cá chơi này. Wow. Nó lạc nhiều chưa này các bạn này. Ôi, có những mấy con cá ấy. Ui, nhiều cá chứ các bạn ơi. Ui, đây đây. Ui. Ôi các bạn ơi, wow. Ôi, bắt được một con rồi à? Ui đây, trời đây. Một bạn cá rồi. Vàng này. À cái bạn cá có nghe coi. Ui kia hình như có con rùa ấy hay là con gì? Ui. Nhìn bạn nào bạn đi. Đúng rồi. Ở trong đấy có con rùa. Ui các bạn ơi. Ui xin chào bạn cá sấu nha. Wow, bắt được một con cá sấu rồi. Ui cho lên đây đi. Ui nhìn này bạn giữ chưa này? À bạn cứ há miệng bạn giữ chưa các bạn ơi. Ui các bạn nhìn thấy à đừng có cầm nhá. Cho vào đây. Nó cắn đấy. Ừ con cá sấu này tợ lắm. Để mình nhặt đồ chơi đã đi. Ôi ở dưới này, ôi kìa, có con vịt nữa kìa. Ui đây này, ui đây đây là bạn vịt mẹ này. Ui đấy là con vịt mẹ bạn đấy hả? Bạn trôi bị cho vào rổ đi. Bạn ạ. Cho vào đây nhá. Ôi nhìn này. Wow, ở trong cái này. Ui đây là cái bánh kem bằng dâu. Cái bánh của kem mình hôm này. Qua của mình này, sao nó dâu rụng hết vào đây này này. Ôi mình mang về nhá. Mang về đi, ôi cả bạn thỏ này, bạn lạc ở đâu đây này các bạn này. Ôi này. Đẹp chưa này, những cái đồ chơi này đẹp thế mà bị vứt hết vào đây rồi. Ai trứng khủng long này các bạn. Ôi, này. Các bạn ơi. Nước vào rồi. Ôi cả cái con vịt vũ trụ của mình nữa nó cũng rụng hết vào đây rồi này. Ôi, ơi cho vào rổ đi. Ui, ơi bạn ngỗng này. Wow, đấy à, một bạn ngỗng à. Xuống này. Ừ. Wow. À mình thả vào đây nhá. Ừ. Ui này, đây là cái bình hộp bác sĩ này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? À bị nước cuốn ra đây mình lấy về nhá. Ôi đây có mấy cái màu xanh này, đây là cái màu trắng đây này, con gấu đây này. Con gấu quả bowling đây này cho vào đấy thì tí về mình rửa đã nhá. Đây để tí về mình rửa nhá các bạn. Ui đây còn có một cái khẩu súng của ai đi nữa này. Đây này, khẩu súng này cho vào đây nhá. Ôi cái bạn Doraemon này bạn ấy bị lạc con này mình thả vào đây luôn nhá các bạn nhá. Ừ. Ôi mình đi bắt cá đi bạn đi. Ừ. Ôi nó ở đây nước còn nhiều cá lắm này. Nước cuốn nhiều lắm đấy các ui, bạn. Ui nó cuốn ra hết đây rồi, cái bể này nó bẩn hết rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt những bạn cá này về nhá. Đây là bạn cá này lạ quá các bạn ơi. Đây là bạn cá nhiều mắt đây này của mình đây này. Ôi, mình bắt bạn về nhá. Ừ này. Cho vào chậu của mình đi. Đấy. Đây nữa này. Ui, nhiều chưa này. Ui, ui, bạn gấu đây các bạn này. À mình bắt được một con này rồi. À đây bạn gấu đây các bạn này. Đấy. À mình để vào. Rồi, cho vào đây nhá. Ôi, đây còn có con rùa này. Đây này một con rùa này. Ôi. Đây này chị Thỏ này, con rùa đây này. Ôi bạn rùa của mình ở đây à. Ừ. À mình lạc bạn lâu rồi đấy, bây giờ mình mang bạn về nhá. Ừ, cho vào chậu đi. Hình như là nhiều đấy, bây giờ mình mang về đi. Ừ mình mang về mình thả vào cái bể của mình. Wow, mấy bạn vịt này đang chơi đây này. Còn nhiều lắm đồ chơi này rụng hết ra đây này các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang cá này mình thả vào bể đã nhá, xong bắt đầu rồi mình đi nhặt các đồ chơi sau nhá các bạn nhá. Ừ, đây này. Bây giờ mình đi đây, cầm cái này về nhá. Đi thôi. Các bạn ơi.
Wow, mình về đến nhà rồi đây này. Về nhà rồi đấy. Đây này, cá của mình đây này, đồ chơi của mình đây này. Mình sẽ mang cá và đồ chơi nhá. Đây là cái bể của mình này, mình chuẩn bị một cái bể to này thật là nhiều nước để mình rửa cho đồ chơi nó sạch. Cái này để mình rửa nước xong bắt đầu mình trang trí vào cái bể này nhá. Đấy. Cái bể này á, đây này các bạn ơi, có con rùa kia kìa, con cá này, con ốc này. Đây là con cá heo nhá. Cây san hô này nữa các bạn này. Bây giờ mình bắt đầu rửa đồ chơi á và thả các con cá vào bể nhá các bạn nhá. Bây giờ mình rửa cho nó đỡ bẩn đi. Đây, mình sẽ rửa cái con vịt này đầu tiên nhá. Hai bạn cho vào đây đi. Cho bạn cho đồ chơi bẩn vào đây để mình rửa đi. Để mình rửa đi. Mình sẽ đổ hết vào nhá các bạn nhá. Bạn cho từng cái một vào đi. Đổ hết vào đây đi. Đổ vào đấy đi. Rồi. Bây giờ mình rửa được một cái rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá. Đấy. Đấy, cho con vịt vào đấy nhá các bạn ơi. Mình rửa cho các bạn vịt này sạch sẽ các bạn nhá. Tắm rửa đi cho sạch sẽ nhá. Rồi. Mình đã rửa xong á các bạn vịt vịt mẹ này rồi. Bây giờ mình sẽ tinh. Bạn cho vào giữa bên trên kia đi. Đây. Rồi. Tí nữa là nước nhiều nên là bạn sẽ bơi đấy các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ mình đây là đây là một con thỏ này. Đây này. Đây là một bạn thỏ với một quả trứng khủng long nhá. Để cho vào đâu đi. Thỏ mình sẽ để ở đây nhé các bạn nhá. Quả trứng. Đây, quả trứng mình sẽ để ở kia kìa. Đấy. Cho nó trôi đấy nhá. Đây là một cái bánh kem này. Bánh kem á. Mình phải rửa sạch, mình cất đi đấy các bạn ạ. Cho vào đâu? Ở đây nhá. Cho vào trong này cho nó đẹp đi. Cho vào trong đấy đấy. Cái bánh kem này là bánh kem nhựa thôi đấy các bạn ạ. Rồi. Đây này, còn bao nhiêu đồ đây này? Đây là một con cua này các bạn này. Đây là cả cái hình con gấu màu trắng đây này. Con gấu đây. Hay bỏ đây. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Nhiều chưa này. Bóng này. Có cả con vịt nữa này các bạn ơi này. Đây này có con vịt này. Đây này có con vịt này đây cho chị thỏ này. Ôi bạn vịt à. Đây này. Đây là cái cây đũa Doraemon thần kỳ đây này. Cái cây này là mình cất đi nhá để hôm nào mình đi khám phá tiếp ở những cái ngôi nhà và các bạn vật sau nhé các bạn nhá. Đây, để bây giờ mình sẽ thả những bạn cá với những bạn rùa này vào hai bạn bây giờ mình thả cá đi. Đây, mình thả. Bây giờ mình khiêng cái chậu này ra đấy mình thả đi. Đây này. Khiêng chậu ra đấy thả đi. Rồi, khiêng ở đây. Để đấy. Rồi, để mình bắt vào đi. Đây là một bạn cá sấu nha các bạn nhá. Cho vào đi. Mình sẽ thả xuống này. Đó. Bạn lù cẩn thận, bạn cắn tay đấy các bạn nhá. Một con đầu tiên rồi. Con thứ hai. Cá năm mắt này các bạn này. Đâu? Đấu cho nó ra cho nó bơi đấy. Bạn cá ơi ra bên kia chơi đi. Đấy. Cá mà bơi ra kìa. Ngoài bạn chơi này. Thích chưa? Đây là một bạn cá coi bé nhá. Đâu? Bạn cá coi con này. Mình thả này. Đấy, bơi này. Đây là bạn cá coi mẹ này, mình sẽ thả bạn cá coi mẹ này ra nhá. Thả ra đi. Đấy. Cá coi mẹ ơi bơi đi. Đấy. Cái bể của mình đã dần dần nhiều đồ chơi và con vật lên rồi. Đấy. Các con vật nhiều chưa này. Bây giờ mình cho nốt cái đống này vào đi. Đây có cả mấy quả bóng này này. Con gấu hình màu xanh này này. Các bạn này, đây là con gấu màu. Đấy, mình để đấy nhá. Đó kìa. Rồi. Cái súng này các bạn. Đây này, đây có một con gấu hình màu trắng nữa này. Với lại một cây súng lên đây này. Đấy. Ui, nó hoạt động lại rồi này các bạn này. Đâu? Các bạn nghe nhá. Súng này hình như hết đạn rồi đấy. Hết đạn rồi đấy, cái này bữa nào mình phải kiếm đạn nhá. Đây, mình sẽ cho ở đây nhá. Mình sẽ để nhá các bạn. Đây này, con gấu màu trắng này. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái chậu này và cái xô này mình đi mình nhặt hết đồ chơi của mình. Nó bị rơi vãi ở ngoài khu vườn nhá các bạn nhá. Đây này, cái bể của mình thế này. Ten. Wow. Đấy, có mấy con cá nó bơi kia rồi nhá. Đấy, con cá sấu mấy con cá vàng kia kìa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi nhặt các con vật đi thôi. Các đồ vật ở ngoài vườn rơi đi, lại đi, các đi. Bạn nhá. Đi thôi. Ở dưới này, có mấy con vịt đây này. Đây này, còn nhiều đồ chơi vơi vãi lắm này. Để mình khám phá đầu tiên nhá. Đây dưới này này. Có nhiều quả bóng kia này. Nhìn này. Có trong này có nhiều cá lắm. Đây là một con cá này các bạn này. Ở trong cái bể nhỏ nhỏ này mà có bao nhiêu cá ấy. Chắc là ở đây có nước nên là lúc mà nước nó cạn đi ấy, là những bạn cá bạn chui vào đây. Tại vì trong này có nước đấy các bạn ạ. Bây giờ mình nhặt đi. Nhặt tạm thời mình đây nhặt. Này. Đây, cho cái rổ ra đây. Này các bạn này. Cho cái rổ ra đấy mình nhặt nhá. Đấy có con ốc ấy. Này.
Đây một con cá nữa này. Đây, cho hết vào. Cái bánh kem gì đây này. Cá con này. Ờ. Ui cây nấm này các bạn này. Wow. Ừ, cho hết vào, cho hết vào. Ui để mình nhặt đây xem nào. Wow. Đây con cua này. Con mực này. Ui đầy đất đây này. Con này là con rùa này. Wow, có cá sấu này. Ôi cả cá sấu này. Cá sấu nó cũng chạy ra đây luôn này. Ôi. À đây này. Con lạc đà nữa này các bạn. Đâu con lạc đà đâu? Đây. Ờ. Đấy, ôi trong này có nhiều cá lắm này. Hay bây giờ mình múc nước đi. Đây này, chị Thỏ đi múc nước đi. Nước ở đây nhá. Ừ. Ôi nước ở đấy bẩn không nhỉ? Ôi không sao, mình về mình sẽ. Ơ, ở đây có một cái gì? Ôi cái gì nhỉ? Đâu đây 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 này. Ôi đây là một cái thùng mà. Ôi cái thùng sao nó kêu cục cục này. Ui. Đấy, ở bên trong ấy. Ôi hay chị Thỏ mở ra xem nào. Hay là con gì mắc kẹt ở trong này các bạn ạ? Mở ra xem nào. Ui. Hả? Có gì đấy? Con gì to lắm đấy các bạn ạ. Con gì to lắm à? Mở ra nhá. Ừ, hay mở ra xem nào. Ôi. Ô, một con vịt à? Sao nó mắc kẹt ở đấy đấy à? Xin chào bạn vịt nhá. Wow, một con vịt nó lại trốn ở trong này, nó chơi ở trong đấy à? À, ui bạn kêu cá cát này. Bây giờ mình sẽ thả bạn vịt. Ừ, hay thả bạn ấy ra đi cho đi chơi đi. Bạn đi chơi với mình nhá. Ừ. À, thì ra là cái xô này á. Cái xô này á hư, cái xô này á úp vào để bạn vịt mắc kẹt ở bên trong đấy các bạn ạ. Ừ, chắc thế rồi, bây giờ mình bắt cá đi. Wow, ở trong này nhiều cá, con cá gì đẹp lắm. Ôi. Ôi, đây là một con cá mập này. Đây có mấy quả bóng trứng quả gì như này đẹp trên này. Đâu 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 đâu. Thả vào đây đi. Ừ, để mình cho vào rồi nhé. Bắt cái bạn cá to này vào trong wow. Các bạn ui, nhá. Con cá này con cá gì to lắm nhỉ? Ui bạn cá coi này. Ui. Quậy hầm ra ấy. Ui, đây mình đấy, bắt được một bạn cá nhỏ này. Ôi, con cá này nó có dâu nữa này các bạn ơi. Ui, dâu đấy các bạn ạ. Ôi bắt về để thả vào bể kia đi không nó ở trong này bể bẩn đục quá các bạn ơi. Ui, đây là một bạn cá to nữa này. Ôi. Ui, bạn cá này to lắm đấy các bạn ạ. Ui, bắt những cái con cá con trước ấy. Ui, đây một bạn cá con này này. Ui, đây có cái quả trứng ấy của con gì đây này các bạn ơi. Như này. Ui, chắc quả trứng của bạn gà đấy, đem về cho bạn gà đi. Ừ, hay cho vào đây nhá. À, đây là một bạn cá nhỏ nữa này. Wow, đây đây đây, wow, cho vào đi. Bạn rồi này. Ừ. Ui. Wow. Ui, hình như còn một bạn cá to nữa. Ừ, hay mang bạn cá to về nhỉ. Ừ, bắt về đi. Ui, wow, được rồi, nhiều rồi, nhiều rồi. Đây, nhiều rồi bây giờ. Ha, có cái này là cái gì đây nhỉ? Ồ, cái này là cái này là cái kẹp nhiệt độ này. Ôi cho vào đây. Ở dưới này còn nhiều lắm để mình khám phá tiếp xem nào. Wow, ôi những quả trứng khủng long đây này. Quả trứng màu cam đây này. Ôi nhiều chưa các bạn ạ? Wow. Wow. Ui đây có cả con cua nữa này. Ấy, con cua này. Ôi. Bây giờ mình bê chậu cá, bạn Thỏ xách cái giỏ đồ chơi này. Ừ, bạn bê chậu cá đấy để mình xách cái giỏ này về nhá. Đây, đi về thôi các bạn ơi. Ơi, đi về. Đi về để bỏ vào cái bể nước nhé các bạn nhé. Wow, đây rồi, đây rồi. Ôi, đây rồi, đây rồi. Đó, các bạn ơi. Wow, về đến nhà rồi. Bây giờ mình sẽ cho những cái đồ chơi bẩn vào cái bể màu xanh này để mình rửa nhá. Wow, ui. Rồi. Wow, cho hết vào đây đi. Ôi. Wow. Ôi, những cái quả. Đây này. Wow, đây này. Đây là một con cua đây này, ten ten, con cua đẹp chưa này, con cua này có cái càng đẹp chưa, wow, đây này, hay mình bỏ con cua ở đây nhá, ấy, rồi, cho vào giữa cái bể của mình ấy, wow, ôi chị Thỏ ơi, chị Thỏ rửa cái này đi này, wow, ấy, rửa đi, nhiều đồ chơi trong lắm này. Bây giờ mình phải rửa rửa đi nó mới sạch được ấy, tại vì nó đã rất có rất nhiều đất ở trong này. Ừ, nó có nhiều đất cát ở trong đấy đấy. Ui, mình đã rửa sạch bạn cá sấu rồi các bạn này. Đấy. Ôi, cái răng của nó này. Răng của nó này các bạn này. Ồ, cá sấu to bây chưa? Giờ mình sẽ để vào chỗ kia của. Đâu, để ở chỗ nào? Đây, mình sẽ để ở góc này nhá. Ờ, để ở góc đấy đi. Ui. Wow. Wow, cây nấm này các bạn này. Ôi, cây nấm này này. Để mình cũng xem nào. Đây có một con gà trống này các bạn ơi. Ten ten. Đây, ten ten. Cây nấm này wow. Các bạn này. Bây giờ mình sẽ trang trí ở đây nhá. Đây này, mình sẽ cho con gà vào chỗ này nhá. Ấy. Wow. À, mình rửa rồi, mình đưa cho bạn, bạn xếp cho nhanh ừ. Nhá. Đây này, đây là một con cua này. À, cho chỗ này. À, đây là một bạn bò này. Đâu, con bò sữa đây. À? Ừ. Wow, một con bò sữa. Đi. Một con bò sữa, à, để góc này nhá. Đấy, để con bò sữa ở góc đấy. Ơi. Cái con ốc này xinh đẹp quá các đâu? Bạn ạ. Bạn để vào đống giữa kia đi. Một con ốc này. Ừ, thì mình để vào giữa này nhá các bạn nhá. Ui. Cá các bạn ơi. À, bạn cá này, wow. Bạn cá này. Bạn, đây là con cá gì đây? À, bạn cá chép đỏ mình phải rửa sạch. Rửa sạch đi nhá. Rồi. À. Một con cá chép đỏ này. Wow, cá chép đỏ. Đi. Ừ, cho vào chỗ này nhá các bạn nhá.
cái kia đấy, quậy nhưng kìa. Bạn cá bạn rất là thích cái chỗ này luôn đấy. Wow, mình sẽ thả cá nhé các bạn ừ, nhá. Thả vào đi. Đây này. Wow, đây là đây. Một bạn cá nhựa con này các bạn này. Ui, cho mình thả cá con cá này với nhá. Ô, con cá này chưa chưa này. Ui, thấy chưa con cá này to chưa, cái mồm nó to chưa. Ôi. Ui, bạn bơi, bạn lùi kìa các đấy, bạn đấy, bơi được rồi này. Đấy, à, này. Đây, bạn cá mẹ ơi, mình sẽ thả bạn cá con cùng chơi với cá mẹ nhá. Wow. Đấy, cá con chui lại người cá mẹ kìa các bạn kìa. Ui, nhiều cá chưa này. Ui, đây một bạn nữa này. Đấy, thả con đấy ra đi. À. Ôi, bơi đi. Ui, wow. Bạn bơi kìa các bạn kìa. Đấy, nó bơi ghê chưa các bạn ơi. Ui, con này to này. Bạn to lắm đấy. Ui dồi ôi, bạn nặng lắm đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mang bạn lên nhá. Ừ. Ôi, để tớ chuyển bạn về nhà mới nhá. Cho vào đấy đi. Ôi, ôi, bạn bơi kìa các bạn kìa. Ui, con này to nhỉ. Ui, nhìn này. Wow, các bạn. Cái bể này, ôi, nhìn này. Con cá nó thích chưa này. Ai đi bơi đi, bơi đi. Bơi đi, đấy. Các bạn cá bơi đi đây này. Cái bể phun nước của mình đẹp chưa này? Đây là có những con cá nhựa này rất là đẹp này. Bây giờ mình sẽ để vào đây cho đâu để đâu? Ui, bạn wow. Phi ra đấy đi. Đen đen. Đẹp chưa? Wow, một bạn rùa. Ôi đây có con rùa. Mấy quả trứng nữa này. Đây này, mấy quả trứng này này. Wow, sẽ bỏ quả trứng ra đây nhá. Ôi. Wow. Cái bể của mình nhiều chưa? Bây giờ mình sẽ đi giải cứu những ngôi nhà mà đang còn bị kẹt ở dưới cái khu vườn của mình nhá các bạn nhá. Mình đi tiếp thôi. Nhanh quá ơi. Nhìn này. Wow. Quẹt 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 đến rồi đây này. Wow, ở dưới này vẫn còn nhiều cá lắm, con cá đang bơi dưới cái bể đây này. Ui, nhiều lắm đây này. Wow, bây giờ mình sẽ nhặt hết cái đống này về nhá. Ôi, nó vứt lìa xỉa ra đây này. Ui, bạn, wow. Nhím ơi. Đây này. Ui, đây này. Wow, đâu có nhiều đấy. Ui, đây là những cây hoa mà sao nó nhiều đất thế này. Ôi, có mấy con vật kia kìa, mình bỏ vào hết đi. Cái búa thần kỳ này. Ừ, đây có con khủng long nữa này. À, đây một bạn gấu nữa này. Đây wow, kia mấy con cá này. Kìa. Bạn ếch wow. Kìa các bạn này. Ui, mấy con cái con cá đây này. Bạn rùa này. Đấy. Ôi, con Pikachu đây này. Cá nữa này các bạn này. Cho hết vào đấy đi. Mình sẽ nhặt hết vào để mình đi. Wow, ôi, ở đây này. Ôi, mình nhìn thấy có một hai cái ngôi nhà đây này. Wow. Wow, hai ngôi nhà của mình. Ôi. Ôi, đây là một cái lồng chim này các bạn này. Ồ, đấy, cái lồng chim đấy. Ui, lồng chim này, bây giờ mình sẽ lấy cái lồng chim này về luôn nhé các bạn nhé. Cho vào đấy đi. Wow. Ui, hả, cái gì đấy? Đâu để mình xem nào. Wow, có một con bọ cạp à. Ôi, lắm đất quá các bạn ơi. Ui, đây này. Ui, cho vào đây, cho vào rõ đi. Ngôi nhà này có gì nữa. Wow. Ui, bạn ôi, có con gì nhỉ? Con thỏ. Ui, bạn thỏ. Con thỏ cái nhỉ. Ui, bạn thỏ. Hôm qua bạn thỏ bạn ấy chạy đi mất ấy, mình không tìm thấy. Hay mang bạn thỏ ra đi. À nào, bạn thỏ ơi, bạn ra đây chơi đi bạn thỏ ơi. Wow, một con thỏ đấy. Ôi. Thỏ trắng ghê chưa. Ôi, bạn thỏ ơi, bạn dễ thương như này các bạn này. Đây này. Wow, đấy, bạn thỏ trắng này. Bạn thỏ đi, bạn thỏ ơi, ngoan lắm đây. Ngoan nhỉ. Ô, con thỏ này nó không quậy đâu các bạn ơi. Đấy. Bạn thỏ ơi, bạn thỏ ơi. Ăn đi, ăn cỏ đi xem nào. Ăn được không? Ăn cỏ không? À, cái cỏ này cỏ gì? Nè. Bạn thỏ bạn không ăn đâu các bạn ơi. À, bạn thỏ bạn chê rồi. Chê wow, rồi. Đây này, đây còn một ngôi nhà nữa đây này. À, mình sẽ giải cứu cái ngôi nhà này về luôn nhé các bạn. Ui, có con gì trong này đây? Con cá sấu nó đang cắm con gì này. Ui. Đây này, cái đầu cá sấu đi này. Ui, đây là bạn cá sấu cút đuôi của mình mà. Ôi giời, con cá sấu này nó bị con gì nó cắn cụt đuôi rồi đây này. À thôi, mình mang về nhá. Wow, đây là một con ngỗng này. Đây là con gấu màu đỏ đấy. Màu vàng. Con gấu màu vàng. Wow, con vịt đây này. Vịt này, hai mẹ con nhà bạn vịt này. Ôi, nó rụng cái gì ra rồi. Rụng đầu này. Wow. Wow, ôi ở trong này có con vịt đây này. Ở trong này có hai bạn vịt này. Đây này. Ui, đây. Ui, à hay mang vịt về đi. Ôi, bạn vịt này. Ôi, con kia nó chạy rồi kìa. Wow. Ôi, con kia nó chạy ra đây này. Đây này, bạn vịt con ở đây đây này. Nó chạy đi đâu kìa. Ôi, đây này. Đây, bạn vịt ở đây cơ mà. À, hay mình thả bạn ấy đi. Mình thả bạn đi nhá. Đây. Ôi, bạn vịt ơi, bạn đi đi, bạn vịt ơi. Vịt ơi, đi. Wow. Bây giờ mình sẽ... Đây này, mình bắt nốt cá đi. Mình bắt cá vòng nhá. Mình bắt cá đi. Ôi, cho ít nước vào chậu này để mình bắt cá nhá. Wow. Lấy ít nước để bắt cá thôi. Ui, này, bắt cá đi. Ui, bây giờ mình sẽ bắt cá nhé các bạn nhá. Ở trong này có mấy con cá ấy. Đấy. Ui. Mình ui, có đây cái con ếch đây này. Wow, một con ếch đây này. Ui, để mình mang con ếch này. Ui. Đây, cho nó vào đây. Vào đây đi. Ui, rồi một con ếch rồi.
Ui bây giờ mình sẽ bắt cá nhé các bạn nhá. Ô, con thỏ nó ra đây nó nghịch này. Ui, ê, các bạn ơi, mình bắt được cá rồi đây. Ui, con thỏ thôi đấy. Mình bắt được một bạn này, đây một bạn. Đấy, còn một con nữa này. Ui, một bạn nữa này các bạn này. Hai bạn. Ui, đây. Trong này nữa này. Ui, nó chạy đâu rồi? Ui, một bạn cá con. Ui, kia còn con kia. Đây này. Đấy. Ui, wow. Ê, chào mùi con ếch nó nhảy kìa. Ếch bạn nhảy đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn cá này. Con thỏ này nó đi nó nghịch. Ơi, nó con thỏ này nó nhìn thấy hai cái bông hoa đây này. Ô, ê, xin bông hoa nhá thỏ nhá. Ê, xin bông hoa này nhá. Rồi, xin bạn thỏ được hai cái bông hoa đây này. Rồi. Bây giờ mình sẽ mang bây giờ mình sẽ mang cái giỏ này về nhá các bạn nhá. Ê, đi thôi. Wow. Ui, đây này, về đến nhà rồi. Wow. Ui, tay mình bẩn hết rồi đây này. Bây giờ mình sẽ rửa nhá. Nãy mình nhiều cá quá, mình bê về luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thả nốt những cái đồ chơi này. Bây giờ mình cho ở đây mình rửa nhá. Ui. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình thả cá trước không? Bắt đầu mình rửa đồ chơi nhá. Hay thả cá trước hả? Đây có một bạn cá trước này. Wow. Đây, mình thả ở đây nhá. Một con cá đấy. Thả đâu đây? Ui. Thả kia. Ô. Ui, hai bạn cá con ơi, mình sẽ thả bạn nhá. Này, mình thả bạn bơi này. Cho ra đấy đi. Đấy. Đấy, bạn bơi kìa các bạn. Hai con cá con nó bơi đấy các bạn ơi. Ui. Wow. Bạn ếch ơi, mình sẽ cho bạn ếch về nhà mới nhá. Các bạn nhìn này. Ơi, nó nhảy ra rồi. Bạn nhảy ra khỏi tay mình đấy các bạn ạ. Ui rồi nó nhảy ghê chưa? Wow, nó nhảy này. Các bạn ơi, con ếch nó nhảy ra này này. Hai bạn cá này to chưa này? Bây giờ mình sẽ bắt hai bạn cá này vào nhá. Bắt ra đi. Đấy, đây là một bạn cá này. Bơi đi bạn cá ơi. Rồi, một con rồi. Còn một con nữa. Còn một bạn nữa này. Wow. Ôi, bạn này bạn dẫy này. Ôi, cho ra đây cho bơi này. Bơi đi bạn đấy. Cá ơi. Wow. Ôi, rồi. Đây. Mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ rửa đồ chơi nhá. Bây giờ mình rửa đi. Rửa cho sạch quá nhá. Wow. Các bạn ơi. Rửa ra được một con bọ cánh cứng đây này. Bạn để bọ cánh cứng ở kia nhé. Thì mình sẽ để bọ cánh cứng ở chỗ này nhá. Đấy. Các bạn ơi, mình đã rửa xong cái búa thần kỳ của mình nhá. Bây giờ mình sẽ để vào cái chậu này để cho nó khô nhé các bạn nhá. Đây này, còn một đống đây này. Đây là hai bạn vịt bơi về này. Wow. Các bạn ơi. Đây là con gì đây? Ui, già, một con cá sấu này. Bây giờ mình thả ở đây nhá. Bạn thả chỗ nào đây? Đấy. Thế thôi. Mình để con cá sấu cụt đuôi vào trong này nhá. Chen. Đấy, mình để góc đấy đấy. Đấy, mình đã rửa sạch cái lồng chim rồi. Đâu, để mình nghịch nữa này. Mình sẽ chọn một con này, mấy con này. Ôi, con cá màu vàng, một con khủng long này này. Đây cả con Pikachu lẫn một con này. Đây, để góc này đi. Đấy. Ấy, vứt đấy. Pikachu. Wow. Ôi, đây còn nhiều lắm. Đây này. Wow. Nhìn này. Ôi. Đây, một cái này là cái màu vàng nhá, con gấu màu vàng này. Ten. Wow, đẹp chưa? Đây là một con mực này, với lại một bạn khủng long này các bạn này. Đấy. Wow. Bạn khủng long này bạn sống ở trên rừng nên là mình để bạn ở đây nhá. Đây còn nhiều lắm, bạn mua nốt đi. Một bạn lạc đà nữa này. Ui. Còn con gì? Hai cây hoa đẹp chưa này? Hai cây hoa này. Hai cây hoa đẹp chưa các bạn ơi? Cho vào đấy đi. Để đây nhá. Đó. Đấy, một cái mình sẽ để ở kia nhá. Được chưa? Ơi. Chưa này, còn đây là còn những bạn cua với bạn tôm này các bạn này. Ừ. Bây giờ mình sẽ trang trí ở đây nhá. Rồi. Một bạn cua. Wow. Cái bể của mình các bạn nhìn thấy nhiều chưa? Các bạn thấy hay thì các bạn like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Hẹn các bạn ở tập sau nhá.